Muốn pha cà phê ngon, muốn thu hút khách hàng thì hãy lưu ý 10 điều sau đây ha. Đầu tiên là về nguồn nước thì chúng ta cần phải có cái nguồn nước sạch tinh khiết. Rồi thứ hai là về lựa chọn cà phê thì chúng ta cần phải lựa chọn cà phê sao cho phù hợp với cái khu vực mà mình kinh doanh ha. Rồi thứ ba là khi bán xong chúng ta cần phải bảo quản cà phê trong một cái hũ nhựa kín như này, đó, không bị cà phê không bị ẩm mốc rồi mất mùi ha. Rồi thứ tư là về độ xay thì chúng ta cần phải điều chỉnh cái độ xay sao cho nó phù hợp, đó, sao cho nó chuẩn như thế này đây, không quá thô cũng không quá mịn ha. Rồi thứ tư là về cái lượng cà phê trong cái tay cầm này thì chúng ta cần phải cho đủ từ 16 tới 18 gram cà phê ha. Rồi thứ sáu là về cái lực nhấn, đó, thì chúng ta không nhấn nghiêng hoặc là nhấn quá mạnh hay quá nhẹ nha, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cà phê. Rồi thứ bảy về kiểm tra tình trạng của máy trước khi mà mình pha ha, đó, xem là máy có hoạt động trơn tru hay không. Rồi thứ tám là về cách làm nguội cà phê, thì đối với cà phê đen thì chúng ta cần làm nguội này, rồi cà phê sữa thì chúng ta cần làm chín sữa ha, để cho nó thơm ngon. Rồi thứ chín là về cái cách mà mình lắc để cho nó tạo bọt cho cái ly cà phê nhìn đẹp mắt hơn, thu hút khách hàng hơn nha. Thì đây chúng ta có thể là cho cà phê vào đây rồi đậy cái nắp này lại, đậy cái bình lắc này lại như này rồi lắc ha, hoặc là chúng ta có thể đổ vào cái bình lắc trực tiếp như này lắc luôn. Rồi thứ 10 là về sau khi mà chúng ta sử dụng máy xong, chúng ta cần phải vệ sinh ở phía ngoài của máy nè, rồi vệ sinh ở phía trong của máy bằng cách là đó, đưa cái cây cọ vào họng pha rồi ấn xả nước ha, rồi chúng ta chà thì đó, thì nó sẽ sạch. Và chúng ta lưu ý là cần phải vệ sinh bằng thuốc bột như này một tuần một lần ha, để cho nó sạch sẽ ở những cái bộ phận ở phía trong của máy. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý để cho ra được một ly cà phê ngon nhất có thể nha.